Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu và chia sẻ với các bạn một cách lắp đặt đường ống và lắp đặt máy cho cái hồ cá coi di động kết hợp nam bộ này. Với cách lắp đặt này, một cái máy của mình sẽ làm tất cả mọi việc cho cái hồ này. Đây là cái hồ nam bộ mình đã dựng cơ bản và mình chờ vào hồ và mình nên màu sơn. Đây là cái bố cục chung mình làm cơ bản cho cái hồ này. Các bạn thấy là cái đường dây này, kẽm này mình cột liên kết với hòn đá bên này mình dựng đến đâu là nó cứng đến đó các bạn. Và sau đó mình chỉ chờ mình vào hồ thôi. Đây là anh chị kẽm các bạn. Đó, đây là cái bố cục tương đối. Và khi mà mình vào hồ thì mình sẽ sắp xếp những hòn đá nhỏ các bạn để cho nó vào cái khe để cho nó chắc. Còn đây là mình mới dựng thôi. Đấy, các bạn có thể thấy. Và bên dưới này là mình những cái chân. Đây các bạn có thể thấy đây một cái hút đáy, hai cái hút đáy. Và bên này nữa là ba cái hút đáy và một cái hút mặt. Cái máy này sẽ làm việc cho tất cả các hệ thống này, một cái máy này nữa các bạn. Và một cái đẩy dòng bên hông nữa. Đây mình làm hai hòn núi. Núi đôi các bạn. Bây giờ mà các bạn làm xong mình xem cái đường ống mình lắp đặt. Đây các bạn thấy này. Đây có cái này là dẫn ở bên cái hồ nuôi về các bạn. Cái ống này làm nối với này hai cái hút, ba cái hút đáy với một hút mặt bên kia các bạn. Đấy, bên này cũng vậy các bạn. Một ba ngăn độc lập. Cái này là cái xả đáy các bạn. Và hai cái ống này là hai cái ống sẽ lấy nước từ cái ngăn này qua bên ngăn này các bạn. Đây ống xả đáy này, cái này đặt máy. Cái này là cái ống để dòng các bạn. Đây là cái ngắp cái chữ T để mình chia lên cái một ni dòng thác cao các bạn. Đây lên thác cao này. Đường ống dẫn lên thác cao. Và nó sẽ chảy qua bên kia. Và mình vào hồ mình biết hết các bạn. Và cái đường ống bên này là lên thác thấp thì sẽ xài một cái van các bạn. Tại vì cái đường thác thấp thì nước nó sẽ chảy bên thấp trước, mình sẽ dùng van này mình khóa bớt cái dòng bên thấp này để ưu tiên dòng nước lên cao các bạn. Đó. Hôm nay mình chia làm hai dòng thác, đây là cái dòng thác thấp mà. Và mình làm xong mình sẽ quay chi tiết nút màu và thác cho bạn xem. Đây là cái hệ thống lên thác các bạn, tí nữa mình sẽ lắp đặt máy. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình khui cái máy ra các bạn. Cái máy này là cái máy hiệu Litech các bạn. Cái hiệu này đây cái công suất của nó là 3500 các bạn thấy là mình mới mua các bạn. Một cái máy này mình sẽ sử dụng cho cái toàn bộ cái công việc của cái hồ mình mới làm đó. Đây là cái máy 3500 công suất 3500. Máy này mình mua 220 các bạn. Giá bán 220 còn mình không biết giá gốc là nó bao nhiêu, mình chỉ biết mình mua đây 220 thôi. Đó, mời các bạn xem thử này. Bây giờ mình sẽ khui ra xem bên trong nó gồm những gì nhé các bạn. Đây nó gồm có những phụ kiện các bạn. Đây là cái tấm trắng, cái ba cái đồ lớn của nó chui vào máy các bạn. Sợi dây dẫn. Đây một cái ống này để mình xoáy vào cái đường ra của nước. Rồi mở đây mở cái máy cho các bạn xem. Đó, nó chỉ có mấy cái vậy thôi các bạn. Mình chỉ sử dụng một cái để đậy nắp thôi các bạn. Mình sẽ tháo cái này ra. Tháo cái này ra là mình sẽ gắn cái miếng chắn vào các bạn. Đó, mình gắn miếng chắn này vào. Nói chung có miếng này cũng được mà không có cũng không sao. Tại vì trong hồ mình có lọc các bạn. Như mình làm mình như cái hồ mình không cần gắn cái này luôn. Để chống các bạn. Rồi mình sẽ tháo bỏ cái phần đế đi cho nó đỡ cồng kềnh các bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ gắn cái ống vào các bạn. Mình gắn cái ống này vào để tạo đường nước lên các bạn.
vậy thôi, mình chỉ cần đơn giản như vậy thôi. Rồi mình bắt đầu mình sẽ bây giờ mình sẽ tiến hành mình đi gắn vào cái hệ thống đường ống mình đã lắp sẵn rồi qua. Rồi cái máy này mình đã gắn rồi bạn. Bạn sử dụng một cái ống nhựa và một cái ống 21 để nối lên. Cái ống nhựa này thì là cái nhựa mềm của bạn. Các bạn để cắm vào cái vừa khít với cái đầu nước ra này, và mình gắn vào cái ống 21 này để mình nối, thì mình nối vào cái đầu nối của 2134 các bạn, để cho nó dễ các bạn. Các bạn là hạn chế cái đường ống nhỏ càng ngắn càng tốt các bạn, để khi mà nó đỡ bị nghẹt sau này mình xài đỡ nghẹt. Bây giờ mình sẽ cắm vào cái đường ống mình đã nối sẵn các bạn, nối cái 34 xuống thành T, mình sẽ chia một cái là về máy, một cái là sẽ lên thác và một cái sẽ để dòng các bạn. Đó, các bạn thấy này, đây này, cái này ống 34 các bạn, 34 xuống 21 và mình nối máy vào đây. Đó, nước sẽ lên đây và nó chia vào một cái đèn dòng và một cái đèn thác các bạn. Nó mình gắn vô tí mình test thử cho bạn xem. Rồi mình đặt vô. Rồi mình đã lắp đặt xong rồi các bạn. Đây là đây cái từ máy lên các bạn, đây từ máy lên này. Đấy, ngã ba cái T nữa các bạn. Một cái T này mình sẽ cho nước nó chia ra. Đấy, đây các bạn nhận thấy từ máy lên này. Rồi mình sẽ đây mình lên cái này lên thác các bạn. Còn một cái này sẽ đẩy dòng các bạn. Đấy, cái co 34 rồi mình nối xuống 34 này xuống 21 các bạn. Xuống 21 dùng cái van 21. Đó, dùng 21 để mình khóa lại các bạn. Khóa lại thì mình điều chỉnh cái dòng khác. Các bạn muốn để dòng to thì các bạn mở cái này ra, còn bạn muốn để dòng nhỏ thì các bạn khóa bớt lại, là nó sẽ điều khiển được cái dòng nước các bạn thích khác to to, thích nhỏ nhỏ các bạn. Dòng đẩy cũng thế. Đây là lên là cái này lên các bạn, lên trên này các bạn lại chia tiếp các bạn. Đó, cái này mình có hướng dẫn cái nãy rồi, chia để về thác các bạn. Đây mình đó, mình thác ngắn này, thác thấp này, đây công ban điều chỉnh mình muốn dòng thác này nó nhỏ lại thì mình khóa lại, còn muốn to thì mình mở ra, mình mở một chỗ thác cũng được các bạn. Này đến dòng thác cao đó, mình đưa đường ống mình để trong xi măng các bạn, để cho nó bền các bạn, nắng mưa nó không bị hư các bạn. Rồi mình bắt đầu mình bơm nước vào các bạn. Đây mình lắp ống này, ống xả đáy các bạn. Đó, mình đang bơm nước bên kia vào, đây ống xả đáy. Còn đấy các bạn thấy nước đang rót ra bên kia vào các bạn. Nước là nó qua từ bên ngăn đầu tiên các bạn, đầu tiên nó qua ngăn thứ hai của cốc xả đáy. Đây các bạn thấy nước rót vào này, đây cũng xả đáy các bạn, rút ra là ba ngăn độc lập các bạn. Nước đầy này nó sẽ qua hai cái ống này, nó sẽ tràn qua đây, nếu như ngăn điều máy các bạn, ngăn này cũng có một xả đáy. Nên là khi mà các bạn vệ sinh các bạn thì chúng cần mình rút ba cái ngăn, ba cái xả đáy này ra, các bạn bịt hai cái lỗ đằng bên hông rồi cho nước ở bên hồ nuôi nó không tràn về đây các bạn, là các bạn tha hồ vệ sinh ở bên chỉ mất nước ở ngăn lọc thôi các bạn, rất là nhàn các bạn, mà nó lại tiện lợi cho mình nữa, mình không cần phải rút cái tấm lọc nữa các bạn, chỉ cần dùng máy xịt vào thôi là sạch rồi. Rồi đây là cái hòn Nam Bộ. Ồ các con, mình đã làm xong các bạn. Rồi mình đã trồng cây và mình đã sơn hòn Nam Bộ xong và sơn chậu xong luôn. Đây mà các bạn xem, là mình gắn hệ thống nước luôn rồi các bạn. Đấy, các bạn thấy hai dòng thác này. Hai dòng thác, một dòng thác trên cao và một dòng thác ở dưới thấp. Đấy, mình đã làm hoàn thiện và mình cho chạy thử mà. Mình thấy rất là ok. Đây, các bạn thấy là nước này. Đây, nước này mới đấy. Bơm vào thì nó chưa có được trong các bạn. Dòng thác trên cao xuống các bạn. Bạn có thể là một dòng chảy, hai dòng chảy được, nhưng mà mình cho mình thì hai dòng chảy thì rất tốt hơn. Cái cây nó sẽ được cây sẽ được dòng thác làm mát và nó phát triển rất tốt trên cái ngôn bộ này các bạn. Mà các bạn nữa là không cần phải bón phân bất cứ một chút phân gì lên cái ngôn bộ, thì tại vì dòng nước nó lấy từ cái hầm cá này các bạn, nước nó làm trong sạch và nó đủ dinh dưỡng để cung cấp cho cây. Rồi, các bạn thấy dòng thác trồng thành với hoàn toàn cái đình rồi
bạn đi đằng sau mình xem lại một lần nữa cái hệ lọc các bạn. Đây các bạn thấy là năm đầu tiên mình nhắm đi lan vào đất này, hệ thống tràn từ bên này qua bên kia đó các bạn. Nó chỉ lấy nước mặt nước sạch nha các bạn. Rồi, ngăn cũng không để trống. Rồi cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, nhớ đăng ký kênh để xem những video chia sẻ mới nhất từ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.